Thì hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau, nhưng mà cái duyên này là duyên lành chứ không phải là duyên xấu. Tại ở đời nó có duyên, nhưng mà có nhiều khi duyên lành hay là duyên không lành. Và đặc biệt hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát rất là quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa. Và khi nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì quý vị có nhiều hình ảnh lắm và nhiều câu chuyện khác nhau về Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt có một câu chuyện ai cũng biết, đó là Quan Âm Thị Kính. Thưa đại chúng, Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện xuất phát từ Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, chứ không phải chuyện của Việt Nam. Chuyện kể rằng có một người nữ có chồng, thì cô có chồng, và một hôm chồng cô đang ngồi đọc sách, rồi ông lại ngủ quên trên chiếc bàn. Thì trong khi ngồi đang may vá thì cô ngó qua thì cô thấy chồng mình ngủ, và ở trên cái mặt của chồng có mọc một cái nốt ruồi mà nó có mấy sợi lông tài đó, người ta cử lắm, ta không có cho cắt, tại vì cắt không có tiền. Nhưng mà đối với cô á thì như vậy nó xấu, cho nên cô đang may vá thì sẵn tay á, cô đứng dậy thì cô định cắt cái sợi 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 lông tài đó đi. Thì không ngờ trong khi cô đi đến gần thì người chồng giật mình dậy và thấy cô cầm cái kéo, thì ông la hoảng lên rằng cô này định giết ông. Thì trong khi mà la lên như vậy thì cả nhà chạy tới, thì ông mới xác định rằng lợi dụng trong khi ông đang ngủ, vợ định ám sát ông bằng cái kéo trong tay, không có minh oan được. Thì gia đình chồng đuổi cô đi. Thưa đại chúng, ngày xưa đó, người nữ không có được đi tu, chùa là có nam không thôi chứ không có nữ. Cho nên bây giờ cô buồn quá, cô muốn đi tu, mà bây giờ thân phận người nữ thì đâu cách nào vô chùa được. Thì cô buộc lòng cô phải giả trai để cô vào trong chùa để cô đi tu được. Thì khi mà cô đi tu rồi thì tưởng cuộc đời cô khép lại, đơn giản như vậy, do chồng hiểu lầm đuổi mình đi, rồi mình sẽ được cuộc đời thanh thản trong chốn thiền môn bằng cách là giả trai. Thì không ngờ ở trong chùa có một cô thiếu nữ thường lui tới tên là Thị Mầu. Cô này cũng thường lui tới chùa lễ Phật, và lễ Phật đâu thì không biết, mà cô vừa lễ cô ngó lên cô thấy một chú tiểu đẹp trai. Bắt đầu cô để ý, cô thương chú đó. Và nhiều lần cô đến cô tỏ tình, tỏ lòng với chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu thì tự biết mình là ai. Thứ nhất mình là nữ, và cho dù mình là nam, nhưng mà tại vì mình đã có chí hướng đi tu thì không có động lòng cái lời tỏ tình của một cô thiếu nữ. Nhưng mà chú tiểu không có nói rõ, bởi vì nếu mà nói ra cho cô biết tôi là nữ để mà chấm dứt cô này thì đời tu của mình không được tiếp tục. Cho nên đành lòng im lặng mà từ chối cái mối tình của cô Thị Mầu. Mà cô Thị Mầu cũng buồn lắm. Ở đây có ai nghe cái tuồng Quan Âm Thị Kính chưa? Tuồng cải lương Quan Âm Thị Kính đó. Ông Đạo ơi ông Đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đó vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Thị Mầu nói với chú Tiểu vậy. Chú Tiểu đáp rằng: xin tín nữ chứ buông lời quá nguyệt, nên biết rằng tiểu tâm là kẻ đầu Phật đi tu. Nhưng mà cô thiếu nữ này không cam tâm, mình nhan sắc đâu có thua ai, vậy mà tỏ tình mà ổng không động lòng, mà ổng còn là tỏ ra những cái lời nói khó chịu nữa, tức quá. Trong khi buồn bực, bực tức thì cô lại không có kềm lòng được, thì cô lại quan hệ tình cảm với một cái người ở trong nhà, đến nỗi phải có thai. Thì khi mà có thai rồi đó, thì ngày xưa mà con gái mà không có chồng á, mà có mang á, là một cái điều không thể chấp nhận được. Cho nên bây giờ
cha mẹ cô mới tra hỏi. Mà bây giờ nếu mà cô nói rằng cô có mang với lại cái người ở trong nhà đó thì cô bị đòn chết. Cho nên quýnh quá, cô cũng lập một cái chuyện gọi là nhất thạch nhị điểu, tức là một đá mà hai con chim chết. Lý do là sao? Nếu mà gia đình mình hiểu lầm mà cái thai này một của cái chú tiểu trong chùa đó mà ép chú tiểu ra đời mà cưới mình khoái quá, sẵn dịp mình cũng được cái ông tiểu này, mà nếu không được thì mình cũng trả thù được cái chú tiểu là đã phụ cái tình của mình, ghê gớm không? Cho nên rồi khi mà hỏi ra thì mới biết rằng ông trưởng làng ông mới tới. Ông tới ông mắng xả trong chùa. Kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa mà bà đặt chuyện gió trăng. Hồi đó ông Tâm Vân nói mấy câu đó hay lắm. Thì khi mà phát hiện ra chú tiểu này đã có con với cái cô Thị Màu rồi, thì bây giờ cuộc đời của cô Thị Kính một lần nữa đau khổ oan ức. Bây giờ không thể chấp nhận cho con ở trong chùa được, tại vì con đã phạm giới, cho nên đuổi chú tiểu ra khỏi chùa. Nhưng mà người thầy á cũng còn thương chú tiểu: con bây giờ con không có chỗ đi, thôi bây giờ thầy cho con cái hiên chùa con ở. Sau khi mà sanh đứa nhỏ ra rồi, cô Thị Màu ẵm đứa con lại giao cho chú tiểu Kính Tâm với một câu nói: oan gia nay gặp oan gia, mời ông đạo hãy nhận giùm đứa trẻ. Chú tiểu ôm đứa con: con ai đem bỏ chùa này? A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi. Quý vị thấy không? Ở đời cũng bị oan ức, vào trong đạo tu rồi cũng bị oan ức. Khi mà ôm đứa nhỏ như vậy không thể nói được với ai, chỉ còn một cách là nhận đứa trẻ mà nuôi thôi. Bây giờ đàn ông lấy xin lỗi một người nữ mà làm sao mà không có chồng mà tự nhiên ôm con về phải đi xin sữa, mà đâu phải xin dễ đâu. Người ta cho miếng sữa nhưng mà người ta chửi bới, tại vì cái chuyện này là cái chuyện không thể chấp nhận. Nhưng mà thôi, tôi lỡ là tôi thương đứa nhỏ mà cho phải chửi năn trận mới được. Cứ mỗi lần được miếng sữa cho con bú thì một lần bị chửi. Đến khi mà cái cô thiếu nữ đó già sắp chết mới để là một lá thơ cho người thầy: thầy ơi, con đây không phải là người nam, con là một người nữ. Kể hết câu chuyện lại. Và sau này quý vị thấy người ta vẽ cái hình Quan Âm Thị Kính đó. Đức Quan Âm đứng dội cái bình nước lên thành một cái dòng nước, con đứa nhỏ nó đứng nó chắp tay. Ở phía sau Đức Quan Âm có một con chim, nó ngậm cái sợi chuỗi đó. Thì người ta mới nói rằng cái con chim đó đó chính là cái anh chồng vu oan cho vợ, bây giờ phải đi hầu đứa nhỏ nuôi. Tức là đó là một biểu tượng. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó nó cho chúng ta một bài học ở đời, mà đặc biệt là một bài học từ nơi Đức Quán Âm. Đó là bài học của lòng kiên nhẫn, hay nói một cách khác là nhẫn nại. Còn nếu theo Phật giáo là gì? Nhẫn nhục. Mà tại sao không cái hạnh nhẫn nhục không ở bất cứ một người nào, mà lại đặc biệt là khởi xuất từ Đức Quan Âm? Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho tình thương. Mà thưa đại chúng, Quan Âm không phải là người nữ nha. Đức Quan Âm là người nam. Nhưng mà tại vì cái hình ảnh Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, cho nên lọt qua tới đất nước Việt Nam, Trung Quốc thì lại biến Quan Âm thành nữ. Tại mình tưởng tượng lòng từ thì phải là một người mẹ. Cho nên Tàu và Việt Nam đã thể hiện Đức Quan Âm qua hình ảnh của một người nữ, chứ thực chất Đức Quan Âm không phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử đi tu.
Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là lòng từ cứu khổ, và với cái dưới cặp mắt của người Trung Quốc với cặp mắt của người Việt Nam thì lòng từ bi thì chỉ có người mẹ, cho nên vẽ hình người nữ tượng trưng cho tình mẫu tử, mẹ thương con. Và xuất phát từ cái câu Bồ Tát lân mẫn chúng sanh giai nhi xích tử, bậc Bồ Tát thương yêu chúng sanh như là thương một đứa con đỏ. Xích tử là đứa con đỏ, mà đứa con đỏ là đứa con sao? Đứa con mới sanh đó. Đứa con nó sanh ra nó còn đỏ ối đó. Vậy thì khi chúng ta có tình thương thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được, chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được. Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng. Mà chịu đựng không đau khổ, chịu đựng bằng cả tình thương. Thưa đại chúng, mình sống ở đời với nhau, sống với nhau thôi, sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật, mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái tật của người đó đó, thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này: sống với nhau tới răng long đầu bạc, bản chất nó không phải là, nó không phải là sự kết tụ của tình yêu, mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại. Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì đã hết rồi, tình thì không còn, nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa. Cho nên tình với nghĩa, mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ, người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam. Cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình, nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau rồi bắt đầu nghĩa nó sanh. Cho nên người Á Đông của mình á, người Á Đông của mình á, nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa sống với nhau lâu năm lắm. Mặc dù mình biết ba mình ông tật khủng khiếp lắm, mình chịu ông không nổi, mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó. Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết trơn á. Mà nhiều khi á, con chịu đựng không được, cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. Rồi đến khi mình lớn lên rồi, biết thương cha thương mẹ rồi, nhưng mà ông già mình ông nhiều tật quá, lâu lâu về thăm chứ gặp hoài cũng gây lộn. Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa, bà lo bà vuốt người này, bà vuốt người kia. Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất vẫn là người mẹ. Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ, phải không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ Đức Quan Âm, thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ. Cho nên Phật tử không được gọi Quan Âm bằng Phật bà. Mà cho dù Phật thật là bà, mà khi thành Phật rồi là không bà không ông. Tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng, phải không? Cho nên mình đừng có nhìn người ta, mình luận cái nhìn tướng. Mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà, mà cũng không gọi Phật ông. Phật ba thì phải có Phật ông, mà ông rồi phải có thím, Phật thím, Phật chú, rồi rốt cuộc một nhà Phật, Phật cô, Phật cậu gì không. Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm hay là Đức Phật, chứ không gọi là Phật bà. Phật bà là nhân gian người ta gọi, Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa. Chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại. Có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không? Có. Có một hôm á, Pháp Hòa đi ra phi trường đón một Phật tử ở xa đến. Cô cũng cho chuyến bay rồi đàng hoàng lắm.
ra tới ngoài chờ 1 tiếng 2 tiếng không thấy cô tới. Thì Pháp Hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về. Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa ở chùa nói cô đó mới gọi, cô tới phi trường rồi. Thế là mình quay xe ra mình đi. Nhưng mà mình cũng hơi phiền. Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu, mình nói là mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến, mà chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi thì mình khỏi phải mất công và mất thì giờ. Rồi có một lần khác Phật tử phone tới báo giờ rồi đến hết, Pháp Hòa hứa Pháp Hòa sẽ đón, tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sửa lúc đầu thì nhớ, một lát sau có một Phật tử khác phone vô than khóc chuyện gia đình, cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó quên cái người đang ở phi trường. Trời ơi, cái vị ở ngoài kia người ta chờ quá chừng quá đất. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp, đứng hết trơn, ta đi về hết trơn phi trường, nghĩa là hết người rồi. Thì cuối cùng cổ được một cái ông người Nhật cho cổ mượn cái phone. Phone mà Pháp Hòa đâu có bắt phone, tại đang đang tám ở trên đường dây kia. Cố đã chờ rồi phone cũng không được nữa. Cuối cùng ông Nhật đó tội nghiệp quá, chở cổ đi về một cái khách sạn ở gần chùa. Mà lúc đó cổ cầm cái địa chỉ chùa, mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa. Cổ đứng đó một tiếng sau cổ gọi, thì Hòa gác cái phone rồi, cái Hòa quên cổ rồi. Cổ mới gọi vô chùa, Hòa bắt cái phone, thấy cái số phone hiện lên, chết mồ, nãy giờ mình quên, lật đật chạy ra đó đó. Cho nên quý vị thấy không, trong khi cuộc sống của mình á, mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai, nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình. Có nhiều khi mình muốn đi đâu, ra tới cửa rồi, vợ chỉ cần chậm một chút, con chậm một chút là mình hét lên, trời ơi tôi biểu nãy giờ rồi mà con cà rê. Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ. Thế này thế kia. Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta bắt người khác chờ mình, nhưng mình không bao giờ mình chờ người khác. Và quý vị xem phim á, quý vị sẽ thấy rằng có những cái mối tình kết thúc rất đẹp là tại vì cái anh này ảnh thương cô này, và cô này sau nhiều lần từ chối mà anh ảnh cứ nhẫn nại ảnh chờ, và cuối cùng ảnh chỉ nói một câu, vậy là công của anh chờ đợi bấy lâu nay không có uổng. Đó là một câu chuyện tình đẹp kết thúc. Pháp Hòa có một người bạn đi học chung một trường, thì cái anh này ảnh thương cái cô này từ hồi lớp 8, lớp 9. Vậy mà thưa đại chúng, ảnh theo cái cô này đến khi mà ra trường lớp 12, 10 năm sau hai người bắt đầu mới đám cưới. Thì khi cái ngày đám cưới Pháp Hòa hay tin, gia đình lên cho biết là cái anh chàng đó bạn của thầy đó, bữa nay đám cưới, hỏi ủa cưới ai, nói đám cưới cô đó. Hỏi nó ủa, Pháp Hòa tưởng đám cưới lâu rồi. Trời, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ, mà tới bây giờ ra trường lớp 12, 10 năm sau cô này mới động lòng trước cái tình cảm của anh này. Pháp Hòa mới thấy vậy, cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát. Bồ Tát thường đeo đuổi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống có những người, người ta có cái sức nhẫn nại rất là hay. Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại, cũng phải cần kiên nhẫn. Ví dụ quý vị luộc cái củ cà rốt, đâu thể nào mà để vô là củ cà rốt nó mềm liền được, phải cho nó ít phút nó mới có thể mềm được. Mà mình nóng nảy quá thì cà rốt nó không chín. Hay là mình nấu khoai tây, hay là mình luộc những cái củ khoai, mình phải có sự chờ đợi thì khoai nó mới chín được. Mà khi nó chín thì ăn nó mới tốt, không? Nó không có làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại, nấu ăn cũng phải có nhẫn. Có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó Pháp Hòa có đi một cái trường hợp, là đi đến cái chỗ đó thì người ta mới thỉnh mời vô ăn một cái món lẩu nấm. Mà trong cái lẩu đó nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau.
Và có một loại nấm á, mình phải để nó vô cái lẩu đó mình nấu á, đúng 20 phút thì nấm mới không độc. Mà đến độ là nhân viên của cái tiệm đó không dám để cho mình tự nấu cái nấm đó, tại họ sợ mình nóng, mình muốn ăn sớm đó. Họ đứng họ chờ, họ đậy cái nắp lên, họ để canh đồng hồ phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng. Vì sợ nấm này mà nấu không đúng thì ăn sẽ sanh độc. Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì ở trên đời này, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được. Có những em nhỏ đó, Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó, khi bây giờ nó lớn lên nó đổi qua những cái tỉnh khác nó đi làm đi học đó. Trước khi nó đi nó hay lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói con sắp đi xa, con xin thầy cho con vài lời để con có thể tự nhắc con. Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều. Thứ nhất, đối với tự thân thì phải sống lam lũ biết đủ. Đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới. Đối với việc hành xử phải lấy nhẫn nhục làm đầu. Ba điều Pháp Hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Bản thân mình đừng bao giờ có cái tham cầu, mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn. Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng. Và nhất là trong khi mình còn là một sinh viên, hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm, hay là kinh tế khó khăn, nếu con người không tập sống với cái nhu cầu của mình mà cứ đi theo cái tham cầu của mình thì mình sẽ khổ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình, đối với bản thân phải ít muốn biết đủ. Đối với người ở ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới, đó là hạnh khiêm cung. Đối với sự việc muốn thành thì phải có lòng nhẫn nại. Học mà không có nhẫn nại thì học làm sao tới? Xin thưa đại chúng á, khi mình làm một bài toán, đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố á, đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trật. Đọc cho kỹ, tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là tricky. Nó rất là hóc búa, mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó. Pháp Hòa ví dụ, ở trong chùa có một cách thử cái sở học của các thầy các cô trẻ đó. Khi mà lên thọ giới thì cái vị thầy hay hỏi: chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi. Thì cái chú tiểu mới chắp tay nói: dạ Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng. Đánh thiếu điểm. Tôi bảo ông đọc chú tôi đâu bảo ông đọc kệ. Bởi vì cái câu thần chú uống nước là án phạ tất paramani tóa ha. Mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu án phạ tất paramani tóa ha. Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật Quán Nhất Bát Thủy. Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật Pháp á, có một câu hỏi nè: Phật có vợ năm mấy tuổi? Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi. Đánh câu nào cũng trật hết. Phật làm gì có vợ? Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm mấy tuổi? Thấy không? Vợ của Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La. Chắc ăn như phốc. Trời ơi, giáo lý tôi một bụng mà, lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà, tại sao tôi lãnh ra tôi mất điểm? Lên hỏi ông thầy chấm điểm đấy. Ông đọc kỹ câu hỏi chưa? Tôi đâu có hỏi vợ Thái tử tên gì, tôi hỏi vợ Phật tên gì. Mà Phật là người giác ngộ, mà Phật làm gì có vợ. Thật ra những cái câu đó là những cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại. Đọc cho kỹ. Mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. Cho nên có những người người ta nóng tánh, người ta không có nghe rõ cái câu chuyện, người ta mới nói hai ba câu thôi. Thôi 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 đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nó hoài. Mà đâu biết người ta nói cái gì.
Cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại. Tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. Có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. Thí dụ bây giờ người ta dạo đàn tăng 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 tăng, ô tôi biết rồi, đời tôi cô đơn. Nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy. Nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn, nhưng mà lời sẽ lời lời cháy. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Mình nghe người ta dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền chưa được, phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn, nhưng phải nghe người ta hát coi có thể là đời thôi cô đơn. Tôi đã từng cô đơn cho nên đời tôi cô đơn. Nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ trong đó thôi, là chữ H ở chữ tôi đó, là thành chữ thôi. Thay vì đời tôi cô đơn, bây giờ thêm một chữ vô đó thôi, đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm khéo bớt. Có những lúc mình thêm một chữ mà tự nhiên đời mình nó khác liền. Và có những lúc mình bớt đi một chữ, cuộc đời mình nó khác liền. Cho nên á, ai mà thông minh là trí tuệ chọn cuộc đời xuất gia, mà ham vui thêm dấu sắc xuất gia, mà hai cái đời sống nó khác nhau rõ ràng lắm. Xuất gia thì thông dong tự tại, còn xuất gia thì ràng buộc đủ thứ. Cho nên xuất gia với xuất gia nó khác nhau ở một dấu sắc thôi. Đi vô chùa thì để tu, mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù. Tu không khéo thành tù. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận niệm Đức Quan Âm liền hết nóng giận? Khi mình đang nóng giận thì mình có niệm Quan Âm nổi không? Không. Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ cái mặt nó thấy ghét nè, cái tướng đi nó thấy ghét nè, cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận, cho nên trở lại, thay vì mình niệm cái người đó, đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó, nhớ Đức Quan Âm, kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quan Âm. Mà niệm được Đức Quan Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó nó lắng xuống, nó lắng xuống hồi thì mình bớt giận, rồi giảm giận, rồi hết giận. Rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn để mình phải xin lỗi, để phải hối hận. Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc lắm, nào là anh xin lỗi em, rồi đủ thứ hết, triệu đó hoa hồng, ngàn đó hoa hồng gì đó. Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ cho bằng cái hoa lòng. Thay vì mình mua tặng xin lỗi sau khi nói, tại sao không dừng lại lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi, không? Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu, phải làm nũng một chút nữa. Cho nên phải hơi mắc công. Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại, lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại, làm việc phải có lòng nhẫn nại. Cho nên thưa đại chúng, tại sao các thầy các cô đi tu rồi các vị xuất gia đắp y màu vàng? Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất, mà đất là sự chịu đựng. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Ta đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa. Đã là người tu, cái tâm mình phải dày kiên cố như đất. Người ta thương thì người ta khen, người ta hết thương thì người ta chê. Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày cứ lên xuống theo khen và chê? Cho nên mình phải tập bình an, vững chãi, kiên trì như đất. Vì vậy người tu mặc áo nâu, đắp y vàng. Tại sao người tu đầu phải cạo? Y thì có cái hình vuông, đầu cạo là đầu tròn, áo thì áo vuông. Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục. Sống mà vuông tròn bằng cách, cho nên cái áo vạt hò đó
Quý vị biết áo vạt hò, cái cổ tròn đó, may cái cổ thì tròn mà ở bên trong cái lưng đó vẫn đắp một miếng vải vuông. Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên, cổ tròn mà vai vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Khi mình xếp cái áo tràng á, mình phải nắm ngay cái sống áo. Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi. Quý vị xếp áo thử biết. Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay cái giữa của cái áo thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào, lúc đó mình gấp nó lên được. Người tu của ta cũng thế. Nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi thì đâu nó vào đó hết. Mình không được nắm được cái then chốt thì bị người ta lung lay nó mới dễ. Phật tử mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi thì không ai làm gì mình được hết, không ai lung lay được mình hết. Mà mình uyển chuyển, uyển chuyển là nhành dương của Đức Quan Âm mà vững chãi. Tại sao đứng yên trên sóng sạch trần ái? Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quan Âm? Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tại sao đứng yên trên sóng được? Nước dày sao đứng yên được? Vậy mà mình đứng yên được mới sạch trần ai được. Quý vị có thấy không? Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không? Kinh tế nó lên, nó xuống, không chừng. Có ngày nào mở cửa tiệm nail mà bảo đảm hôm nay khách đông không? Ngồi chờ thôi à. Nó kho in thì biết, nó walk in thì biết, chứ còn làm sao biết. Đứng yên trên sóng. Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình như đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần ái. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian, tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị tay hát cái bài đó, vì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài, hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi. Nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết, để mày ngồi cho tao lại mày, cho mày nín. Mày khỏi lại Quan Âm cho tao nghe, tao mệt quá, tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày nín. Cho nên á, ở trong Phật giáo á, hình ảnh của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết. Từ danh hiệu, từ hình ảnh đều là biểu tượng. Đức Quan Âm chẳng hạn, như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Mà tại sao không ngồi trên gì mà ngồi trên tòa sen, mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi? Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Một người đã giác ngộ thì sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui trần tục, người đó là sen. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, tay cầm đóa sen. Mình hiểu ý như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen, thì mình có thể nói cho người ta hiểu được, hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Một người có tu sống trong đời mà không nhiễm trần tục, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn có những cái nhu cầu bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó phải dùng, cần dùng trong cuộc sống mà không có đắm chìm gì hết. Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó, nhi sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ. Đến đây thì ở lại đây, khi nào mà mình xong việc thì mình đi. Cho nên một vị đệ tử của Phật khi mà ra làm đạo phải phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Nơi nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chúng sanh cần, chúng con đi. Đến đi không có bề ngại ngùng gì. Thì chỗ nào cần mình đến, xong rồi mình đi. Cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát. Người nào trôi dạt trong nước, ở trong lò lửa,
bị té xuống núi, bị gông cùm xiềng xích, tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm Quan Âm thôi thì gông cùm xiềng xích, nước trôi gì được cứu hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Những cái chấp trước của mình. Khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùm xiềng xích nó tan hết à. Quý vị có nhớ cái bài sám không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cọp rắn đó là gì? Ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình, nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại và lòng từ bi đối với họ thì tự nhiên rắn rít nó đi hết. Cho nên sống với nhau phải có nhẫn nại, chờ đợi phải có nhẫn nại, nghe người khác nói phải có nhẫn nại, nấu ăn phải có nhẫn nại, làm việc phải có nhẫn nại. Và không việc gì chúng ta làm mà không có sự nhẫn nại. Chờ xe bus, cứ trong chiếc xe bus tới mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe. Miễn có xe bus leo lên thì cũng được, không sao. Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu? Không đi tới đâu cả. Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn, ủa chiếc xe mình đó làm sao, thì lúc đó làm sao? Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Hồi xưa Kim Trọng nói vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa tâm quang. Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng? Chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu sao sáng được. Cho nên ngọc kia mà chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đầu. Một cái hộp ngọc mà không mài, không giũa thì nó không thành kim cương. Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc. Càng nhiều góc thì càng lâm long lanh, lấp lánh. Cũng như vậy, người ta giũa mài mình nhiều chừng nào, mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nấy. Một cái cây mà nó mọc chỉa ra không có trật tự thì cái cây đó không có quý. Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc. Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc, tỉa, gọt. Cũng như vậy, người ta ngó mình nhiều, người ta cứ đi theo mình hoài. Em ngồi đây, mình mới bước vô chùa, vô đây, đại Phật. Lại ba lại, ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không? Lát cái đứng dậy, lỡ nó ngồi. Nói trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hoài vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mà lỡ ai bị vậy, cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được giũa, gọt, mài, riết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng nãy. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi. Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó. Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị. Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét từng nét. Thí dụ như làn da, đường gân tay, nét nhăn trên mặt, họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó. Họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng, ở bên chùa Bển á, có cái tu viện Tây Thiên á, mình có nhờ một chú Phật tử làm cái tượng Phật. Mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú Phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á, không phải là làm kiểu mà làm cho rồi để bán để lấy tiền. Mà người thợ làm tượng Phật phải đem cả cái trái tim, tấm lòng của mình vào trong bức tượng đó. Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh thì không thể đắp tượng Phật được. Tâm phải thật thanh tịnh, bình an thì làm ra nét Phật á, người ta nhìn người ta mới thấy bình an. Bữa nào mình mà đang giận á, mình đang sùng bố á, mình làm tượng Phật lên, ổng cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á,
Tới bây giờ cái chánh điện Tây Thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay. Và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tượng quá lớn, phải kiếm được, mướn được cái nhà kho mới được. Nhưng mà cho dù chú mướn được cái kho chú làm cũng không hối chú, để cho chú làm. Bởi vì chú là một Phật tử, cho nên khi chú làm một bức tượng chú tịnh tâm dữ lắm. Chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền, mà chú đem cho ai qua trúc qua Tây Thiên thấy cái tượng màu trắng cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện cũ là cũng chú làm. Mà khi chú làm bức tượng đó là chú làm bằng cả trái tim, cho nên cái tượng nhìn rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo, đừng có hối người ta. Quý vị để ý mà thường thường á, nấu mình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghim điện vô, mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn hôm bữa. Không phải là nó lâu sôi mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Chứ thật ra lượng cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi. Cho nên Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại. Người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp Hòa biết có rất nhiều những bậc, những người mẹ rất vĩ đại. Đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ, chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý. Mà sự thật cuối cùng người mẹ đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Thôi hôm nay gặp đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một chút ít về sự nhẫn nại. Và để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến thì chỉ một trong những pháp môn là sự nhẫn nại, mà nói theo Phật học là nhẫn nhục, còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn. Làm việc gì cũng phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân á, trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó, thì tự nhiên bước đi mình nó làm sao? Nó chậm lại, đi rất vững để không té. Cho nên đó, ngày xưa có một nhà bác học, ông nói như thế này: đi càng nhanh anh càng đi ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình đi quá nhanh cho nên cuối cùng mình mệt, đi ít lắm. Đi từ từ đi mới xa, phải không? Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cụp xương sống. Còn mình làm anh hùng, thấy cái thùng để dưới đất, côm cái lưng xuống, bưng lên làm cái cụp, cụp xương sống. Người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất, ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cụp. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi cứ khom cái lưng xuống mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh, lẹ, gọn, mau. Và cuối cùng nhanh, lẹ, gọn, mau để thùng xuống đưa vô bệnh viện. Và cả đời bị cụp xương sống. Thôi chúc đại chúng xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng, để cho chúng ta thấy rõ, biết rất rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống, để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn. Cái lượng tâm của mình càng lớn thì mình sẽ dung nạp rất là nhiều. Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy mới có thể ôm ấp, tha thứ và tiếp tục nâng đỡ cho mình, cho mọi người xung quanh cùng đi lên con đường của cuộc sống. Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy, ai chúng ta cũng bỏ, ai chúng ta cũng dạt thì rốt cuộc không có xài được cái gì hết trơn. Ở chùa người ta hay cho chùa mấy cái rau hư lắm, chợ bán không được đó. Rồi cái người ta đem vô người ta cho cà rốt hư, su hư mà một lần mấy chục thùng. Quý vị biết không, nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng à. Nhưng mà Pháp Hòa học được bài học ở chỗ đó. Nhiều khi á, cái cầm cái cũ nó lên nó hư, thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái gì Pháp Hòa cũng tu được hết á.
bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng tập, mình nhìn, mình quán, để rồi mình tu, mình học được hết đó. Ban đêm trời tối hù không biết cái công tắc điện ở đâu, tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa đây, con bật lên cái quẹt cái diêm lên, à thấy công tắc ở đó thì vừa bật công tắc lên thì cái diêm quẹt này nó cũng xong rồi. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó rất là cần, mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu để người ta làm sáng rực cả căn phòng. Thà như chiếc que diêm. Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn, một cái quán. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta, ta cũng có thể nhìn quán mà đi tới để mà sống được. Đạo Phật là cho con người, đạo Phật dạy rất thật cho con người sống trong cuộc đời này. Dù cuộc đời rất đau khổ, nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau, vì con người biết lẽ thật của nó. Cho nên đạo Phật không hề bi quan. Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ, để đừng bị cái khổ nó hành hung hay nó hành hạ, mà thấy rõ nó để sống. Có thân là nhất định phải có bệnh. Mình không làm chủ được cái thân bệnh, nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh. Cái tâm mình không bệnh, bởi vì mình biết có thân là có bệnh thì tâm đâu có bệnh. Mà tâm mà bệnh, bệnh thân nó mới nặng lên. Cho nên thân bệnh có 40% mà tâm bệnh tới 60%. Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm, mà khi tâm mà luyện được rồi thì nó sáng ngời lên. Cho nên tâm quán là vậy, nó sáng ngời tâm. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Yeah. Bữa nay lễ với